cuộc sống vô tâm cứ bám lấy mình. Em chẳng biết mình sẽ đi đâu để gạt hết nỗi đau. Em mắc mơ về cuộc sống mới, sẽ giống như những đứa bé trên đời, hạnh phúc như bao người, sống một cuộc đời đầy niềm vui. Thấy mỗi mã quét là 5.000, tuy nó là ít nhưng em nghĩ nếu quét nhiều mã và nhiều người chúng ta cùng quét ở đây thì sẽ có được rất là nhiều để giúp cho các bạn thiếu nhi. Các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Dù ước mơ kia xa vời, dù khó khăn trong cuộc đời, đừng ngại ngần chi, tỉnh dậy mà đi đi, vì tương lai đang vây gọi ta tới, hãy đứng lên thật kiên cường, vì cuộc sống bao điều vì và đặc biệt là những tình cảm này được truyền tải bởi những lượt quét QR. Mỗi lượt quét thì Kun sẽ thay mặt cho quý phụ huynh và các bạn học sinh đóng góp được 5.000 đồng vào ngân hàng Baby Big. Thật sự đây chính là niềm tự hào mới của Kun khi đã kết nối những trái tim nhân hậu cùng với nhau và thắp sáng những ước mơ, đặc biệt mang lại những niềm vui cho những trẻ nhỏ gặp hoàn cảnh khó khăn trong mùa trung thu năm nay. Những thông điệp ý nghĩa từ những hành động nhỏ thôi nhưng đã góp sức cùng với nhau tạo nên nguồn năng lượng mới và chia sẻ cùng với những bạn nhỏ những hoàn cảnh đặc biệt có được một mùa trung thu thật trọn vẹn